Mật ong bà con biết hết mật ong rồi đúng không? Mật ong rất tốt cho sức khỏe, nhưng mà không phải có sức khỏe là người nào cũng ăn được. Có những người và có những bệnh thế này không ăn không uống được mật ong bà con nha. Không ăn không uống được mật ong đó là những người có bị huyết áp, có đường trong máu, mới phẫu thuật xong, rối loạn tiêu hóa, dị ứng, đói bụng, đang uống thuốc, thừa cân, béo phì. Ăn mật ong có lợi cho sức khỏe là nó ngăn ngừa được đột quỵ, ung thư, chống ung si hóa, giúp cho cơ thể, giúp cho đôi mắt tốt, khỏe, cơ thể khỏe, ngăn ngừa ung thư, giảm đau cơ tim, đẹp da, chữa ho khan, ho đờm, bỏng rát, dạ dày, tiểu đường, bệnh trĩ, mau lành các vết thương, vẩy nến mụn, trứng cá, trứng cũ, mờ vết thâm, tránh da, sạch lỗ chân lông, tóc, giảm cân. Nhưng mà chúng ta uống không quá 3 ly, cỡ ly nhỏ như ly cà phê, trước khi ăn là uống. Đó là mật ong. Chúc bà con ta sử dụng mật ong được vui vẻ, mạnh khỏe, tốt, thật tốt bà con nha. Chúc bà con vui, mật ong. Woo.